Ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến, nó không có quyền lực gì đối với Thầy, nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những gì Đức Giêsu nói với các môn đệ hôm nay nằm trong bối cảnh Ngài sắp lìa bỏ các ông để bước vào cuộc khổ nạn. Tuy nhiên, trước khi ly biệt, Đức Giêsu đã để lại cho các môn đệ quà tặng quý nhất mà ai cũng khao khát có được, đó là sự bình an. Và đây không phải là sự bình an tự nhiên chóng qua, càng không phải là thứ bình an giả tạo theo kiểu thế gian, mà là sự bình an của Chúa. Sự bình an đặc biệt này hoàn toàn có thể hiện diện ngay chính những mất mát đau thương nhất, kể cả cái chết. Chính Đức Giêsu hôm nay cũng đã cho thấy bình an không có nghĩa là không có đau khổ. Bình an cũng không có nghĩa là không gặp thử thách, bằng chứng là thập giá và cái chết đau thương đang hiện diện trước mặt Ngài. Mà là ngay trong chính khổ đau và sóng gió của cuộc đời, thì tận đáy tâm hồn chúng ta vẫn có thể có được sự bình an. Sự bình an vẫn có thể ngự trị. Vì thế, để đón nhận được sự bình an đặc biệt này, đời chúng ta phải tuyệt đối tin vào Chúa, đấng lúc nào cũng hiện diện và yêu thương chúng ta. Phải tuyệt đối tin vào Đức Giêsu, đấng đã chiến thắng sự chết và đau khổ, đấng có quyền năng tuyệt đối như chính Ngài hôm nay đã cho các môn đệ biết. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến, nhưng nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Như vậy, có nhiều nguyên nhân làm cho chúng ta mất sự bình an, như khi gặp đau khổ, như khi bị thử thách, bị hiểu lầm, bị chống đối. Thế nhưng nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là vì tâm hồn chúng ta chưa có được sự bình an của Chúa. Trong khi đó, đối với người tin Chúa thì bình an và hạnh phúc thật là chính Chúa, là chính Đức Giêsu. Bởi đó, người có Chúa trong tâm hồn, người yêu mến Chúa thật lòng, là người đang tận hưởng sự bình an và hạnh phúc đích thực.
Những sóng gió và thử thách dù có khủng khiếp đến đâu cũng chỉ nằm ở bên ngoài mà thôi. Amen.